Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn học giáo dục thể chất lớp 1. Hôm nay các em thấy sức khỏe của mình như thế nào? Có tốt không nào? Ở nhà, các em có tự ôn lại các động tác mà mình đã tập ở tuần trước không? Có tập luyện thể dục thể thao hàng ngày không các em? Hôm nay, chúng ta tiếp tục học chủ đề bài tập thể dục, bài 5, tuần 12, động tác điều hòa, trò chơi, vỗ tay theo hiệu lệnh và bài tập rèn luyện thể lực các em nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ học động tác điều hòa. Các em có biết gì không? Động tác này cũng là động tác cuối cùng của bài tập thể dục. Động tác này chúng ta cũng thực hiện 2 lần 8 nhịp các em nhé. Trước khi bước vào bài học, các em hãy đảm bảo cho thầy hai yêu cầu này nhé. Thứ nhất, các em hãy chọn vị trí thích hợp, có thể là đứng trước tivi để dễ dàng quan sát và tập luyện. Thứ hai, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập luyện của mình. Thứ ba, các em phải tham gia tích cực và hiệu quả trong hoạt động trò chơi, tập luyện và rèn luyện thể lực nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em biết và thực hiện được động tác điều hòa, hoàn thành trò chơi và bài tập rèn luyện thể lực. Các em đã biết chưa nào? Bây giờ các em cùng với thầy bước vào hoạt động khởi động nhé. Các em chuẩn bị hai tay chống hông, gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Hai tay trên vai. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay chống hông, xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các em cùng thực hiện động tác chạy tại chỗ 2 lần 8 nhịp. Các em chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Thầy cảm ơn các em nhé. Hôm nay thầy sẽ cho các em chơi trò chơi hỗ trợ khởi động. Trò chơi mang tên vỗ tay theo hiệu lệnh. Trò chơi này rèn luyện cho các em nâng cao khả năng chú ý, phản xạ với hiệu lệnh. Cách chơi: các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. Các em sẽ vỗ tay theo tiếng nhạc. Khi nào nghe nhạc chậm thì vỗ tay chậm. Khi nào nghe nhạc nhanh thì vỗ tay nhanh. Khi nào nghe nhạc dừng lại thì các em dừng và không vỗ tay nữa.
Nếu em nào thực hiện sai hiệu lệnh đã quy ước thì xem như thua cuộc các em nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, các em hãy đứng lên và chuẩn bị nhé. Các em chuẩn bị. Nhạc. Các em có muốn chơi thêm một lần nữa không nào? Vậy chúng ta chơi thêm một lần nữa nhé. Các em chuẩn bị. Nhạc. Thôi, có em nào không vỗ tay được theo tiếng nhạc không nào? Có phải không các em? Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ chơi tốt hơn nhé. Thầy cảm ơn các em. Trước khi bước vào học động tác mới, các em cùng với thầy ôn lại động tác phối hợp các em nhé. Các em chuẩn bị. Nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Thôi, các em thực hiện tốt lắm. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ các em ngồi xuống quan sát thầy thực hiện và phân tích động tác điều hòa nhé. Các em quan sát thầy thực hiện động tác điều hòa. Nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Thôi. Bây giờ các em quan sát thầy phân tích động tác điều hòa. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai. Đồng thời, đưa hai tay ra trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 2, đưa hai tay ra ngang, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, đưa hai tay về phía trước, bàn tay sấp, lắc hai bàn tay. Nhịp 4, trở về lại tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, các em thực hiện giống như nhịp 1, nhưng bước chân phải sang ngang. Nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8, các em thực hiện giống như nhịp 2, nhịp 3 và nhịp 4.
Vừa rồi, các em đã quan sát thầy thực hiện và phân tích động tác điều hòa. Bây giờ, các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, hãy đứng lên và chuẩn bị. Động tác này, chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp nhé các em. Các em chuẩn bị. Nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Thôi. Bây giờ các em quan sát hình ảnh và thực hiện lại một lần nữa nhé. Các em chuẩn bị. Nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Thôi. Vừa rồi, các em đã luyện tập động tác điều hòa rất là tốt. Thầy có lời khen đến các em. Các em hãy tự thưởng cho mình bằng một tràng pháo tay đi nào. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, các em cùng với thầy ôn lại 7 động tác mà mình đã học và nhảy trên nền nhạc các em nhé. Các em chuẩn bị. Nghiêm. 7 Vừa rồi, các em đã ôn lại 7 động tác và nhảy trên nền nhạc. Thầy thấy các em thực hiện rất là tốt. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, các em cùng rèn luyện thể lực với thầy nhé. Các em sẽ thực hiện động tác nằm ngửa, rút gối trên nền nhạc trong vòng 30 giây. Mục đích tăng cường thể lực và khả năng vận động cho các em. Cách thực hiện, các em ngồi xuống. Nằm ngửa, hai tay ép sát vào hông, chạm đất, làm điểm tỳ, hai chân thẳng, không chạm đất thì càng tốt. Khi nghe hiệu lệnh tiếng còi, thì các em
co chân lại và rút gối sát vào ngực của mình. Cứ như vậy, các em thực hiện hai chân liên tục cho đến khi hết giờ. Các em đã hiểu chưa nào? Các em chuẩn bị. Giờ các em đứng lên, hít thở và thả lỏng tự nhiên đi nào. Bài tập này có mệt không các em? Có em nào thực hiện không được không? Có phải không nào? Nhưng không sao, lần sau các em cố gắng nhiều hơn nhé. Thầy cảm ơn các em. Các em cùng căng cơ thả lỏng với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay đan vào nhau, đưa lên cao, kiển gót chân. 1, 2, 3, 4. Hai chân rộng hơn vai, nghiêng người qua bên trái. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4. Gập sâu. 5, 6, 7, 8. Chuyển ép dọc. 1, 2, 3, 4. Chuyển ép ngang. 5, 6, 7, 8. Đổi bên ép dọc. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thả lỏng tay và chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần căng cơ thả lỏng. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang hoạt động vận dụng nhé các em. Các em quan sát lên màn hình và cho thầy biết hình nào thể hiện đúng nhịp 2 của động tác điều hòa. Hình 1 hay là hình 2 các em? Các em hãy cho thầy một đáp án đúng đi nào. Có phải là hình 1 không các em? Đúng rồi, hình 1 là chính xác các em nhé. Động tác này giúp thả lỏng và đưa cơ thể về lại trạng thái ban đầu. Các em đã biết chưa nào? Các em hãy vận dụng 7 động tác mà mình đã học để tập thể dục vào mỗi buổi sáng cùng với người thân trong gia đình của mình nhé. Hôm nay các em đã ôn lại 6 động tác đã học và học mới động tác điều hòa. Các em rất tích cực tham gia tập luyện. Ở nhà các em nhớ ôn lại 7 động tác mà mình đã học và hãy nhớ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh này nhé các em. Bài học tuần sau chúng ta sẽ ôn lại 7 động tác bài tập thể dục. Các em ở nhà nhớ ôn lại 7 động tác cho thầy nhé. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.